Đó, thì chúng ta sẽ đánh giá nhóm thép có cái gì mà chúng ta đang kỳ vọng. Nó có thể gì ạ? Nó cũng phải đi từ cái câu chuyện gì ạ? Có sự cái thông tin gì bổ trợ không? Đúng không? Và có cái gì kỳ vọng tăng trưởng hoạt động kinh doanh không để mà cả ngành nó có thể đang vượt đỉnh như này. Thì cái số liệu mình đã chia sẻ với mọi người về bán thép xây dựng từ giai đoạn 2019 đến 2024 trước rồi. Đúng không? Từ những livestream trước. Về tháng 4 này các bạn thấy đột biến cái gì ạ? Cái lượng thép xây dựng họ bán hàng. Đó. Thêm vào đó các bạn sẽ thấy là sức mua quay trở lại, ngành thép sáng cửa phục hồi trong quý 2. Tức là cái quý 2 này người ta cũng sẽ kỳ vọng rằng cái kết quả kinh doanh của nhóm thép sẽ khởi sắc hơn. Nó không đến từ cái việc xuất khẩu thép ra thế giới mà đến từ nhu cầu thép trong nước, đến từ những cái việc là thị trường bất động sản ấm lên cộng với cả câu chuyện của diện đầu tư công cũng thúc đẩy tiến độ. Thì cái nhu cầu sử dụng thép trong nước nó phản ánh lên cái đồ thị này. Cho nên nhà đầu tư sẽ kỳ vọng bằng cái kết quả kinh doanh của nhóm thép sẽ tốt hơn. Cùng với đó các bạn thấy giá thép là đang ở đáy, nó không thể thấp hơn nữa rồi. Và Trung Quốc cũng đang cố gắng để phục hồi cái bất động sản bên nó, cho nên giá thép bây giờ nó cũng loay hoay ở đáy và nó chỉ có thể là gì ạ? Đi lên dần thôi. Thì nếu khi giá thép nó mà bùng nổ được như cái giá vận tải biển ấy hay là giá cước container ấy thì các bạn sẽ hiểu rằng gì ạ? Lúc đấy nhóm thép nó có thể dư trần. Nhưng tại sao nhóm thép nó lại gì ạ? Nó không tăng dư trần nhưng hôm nay nó cũng vượt đỉnh. Mà đơn giản gì ạ? Nó đến từ câu chuyện phục hồi. Đó, nó là từ phục hồi. Còn nhóm cảng tải vận tải biển nó sẽ đến từ cái từ là gì ạ? Đột biến. Mình tin rằng cái quý 2 này kết quả kinh doanh của vận tải biển nó sẽ gọi là một từ đột biến. Còn nhóm thép nó không gọi đột biến mà nó gọi là gì? Sự phục hồi. Tức là nó có thể tốt hơn quý 1 hay là tốt hơn cái cùng kỳ năm 2023. Thì các bạn sẽ thấy cách vận động của giá cổ phiếu nó khác nhau ạ. Cái mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn là bình thường không ai nói các bạn, đó chính là gì? Câu chuyện đọc vĩ mô trên đồ thị cổ phiếu. Đúng không? Bình thường các bạn chỉ nghe một chuyên gia nào phân tích vĩ mô thôi. Nhưng mà chuyên gia sẽ bảo các bạn là cầm nắm giữ thôi cổ phiếu, thế thì nó quá dễ. Hay bình thường các bạn sẽ nghe thấy một chuyên gia nào đó nói các bạn là phân tích đồ thị thấy nó break thì mua. Nhưng nếu như các bạn biết cách đọc được vĩ mô và câu chuyện về chu kỳ tăng trưởng của doanh nghiệp trên đồ thị giá cổ phiếu thì lúc đấy các bạn thích đầu tư hay đầu cơ với cổ phiếu đấy đều có thể ăn được. Các bạn nhớ nhá, câu chuyện vĩ mô và câu chuyện tài chính nó sẽ nói lên câu chuyện của đầu tư. Còn đâu câu chuyện của đồ thị nó sẽ bổ trợ cho yếu tố đầu cơ. Đó, khi một cổ phiếu vừa có đầu tư đầu cơ mạnh thì cái giá cổ phiếu nó sẽ tăng mạnh mà lại cầm có thể gì ạ? Ăn được dài. Ở trong khi đó các bạn lại có nhiều điểm mua trên cổ phiếu. Ok chưa? Thì đó là câu chuyện của nhóm thép, cũng là một nhóm mình gọi là gì? Chỉnh là để mua. Và các bạn sẽ nhìn thấy những cổ phiếu thép gì ạ? Không phải là bây giờ nói anh em mà gì ạ? Nhóm này chúng ta đã lên tàu rất lâu nhưng nó chưa phải hình thành một cái sóng ngành tím như cả. Thì em sẽ nhìn thấy là gì ạ? Từ những ngày mùng 6 tháng 5 chúng ta đã lên tàu những cổ phiếu như Nam Kim, Medabaco hay HPG giai đoạn đó. Những cái lệnh đầu tiên, tại sao cái nhóm cổ phiếu mình ưu tiên đầu tiên vẫn là nhóm thép khi giải ngân. Và lúc đấy mình chọn hai cổ phiếu là HPG và Nam Kim. Cùng với đó là tiếp tục trong quá trình nó đi tăng giá thì Nam Kim vẫn tiếp tục bổ sung cho anh em vùng giá 25. Đó, HPG hôm nay các bạn nhìn thấy nó là không chạy. Đấy, thì hôm nay nó sẽ đến gì ạ? Từ tại sao ạ? Bởi vì nó đã tăng trước rồi. Bản chất của HPG đã là cổ phiếu vượt đỉnh rồi. Và nó vượt đỉnh cùng giai đoạn kéo chỉ số phục hồi từ giai đoạn cú rơi vừa qua. Thì HPG nó vượt đỉnh chính là vượt cái vùng 28 rồi. Đó, thì bây giờ để mà có lại giá 28 mình nghĩ là rất khó. Mà nó có về giá 28 cũng chỉ để anh em xúc thôi. Mà HPG ở đây là cổ phiếu để các bạn đánh gọi là sai tiền lớn và cầm dài hạn. Còn nếu các bạn thích cái yếu tố của trung hạn, nó sẽ có Nam Kim và Hoa Sen. Hay là các bạn thích đầu cơ sẽ có VGS. Nó giống như kiểu ngành cảng ấy. Nếu các bạn thích chậm mà chắc đánh GMD thì thép đánh HPG. Còn nếu các bạn chọn những cổ phiếu như HRH thì nó sẽ tương đồng với những cổ phiếu như Nam Kim và Hoa Sen. Thì Nam Kim thì các bạn nhìn xem ạ. Hiệu suất của nó từ những giai đoạn chúng ta lên tàu từ cây bùng nổ theo đà mùng 6 tháng 5 đến bây giờ hiệu suất là bao nhiêu ạ? 13% nó cũng không hề nhỏ nhá. Đúng không? 13% không hề nhỏ. Nó không thể bằng được những cổ phiếu như Liên Việt hay VDS hay HDG hay Dabaco. Là những cổ phiếu gọi là mạnh nhất của các ngành nhưng phân hóa. Nhưng Nam Kim nó cũng gì ạ? So với HPG thì cũng gì ạ? Anh em 19-10. Thế thì Nam Kim ngày hôm nay gì ạ? Các bạn thấy không? Nó kéo vào cuối phiên. Tại sao hôm nay mình nói anh chị em học viên trong Zoom là gì ạ? Nhóm này đấy, anh em nào mà chưa có hàng thì cứ để ý đi, bởi vì chúng ta đã lên tàu rồi thì mình chỉ nói một từ là nắm giữ. Còn đâu những con này nó đang ở đây chuẩn bị vào đỉnh. Và đến gì ạ? Gần ATC thì tiền nó vào con này ầm ầm luôn các bạn. Các bạn nhìn này. Khoảng tầm 14 giờ khoảng 14 giờ 25 mà là mình bắt đầu thấy con này tiền vào. Đó là lúc các bạn gì ạ? Sẽ thấy là con này khả năng mai nó sẽ bật tiếp. Đây các bạn nhìn thấy tiền sẽ vào cái lúc khoảng tầm 14 giờ 25 đến 14 giờ 30 và ATC nó kéo lên luôn 3%. Thì các bạn sẽ thấy đây là vượt đỉnh chưa? Nếu tính như này nó cũng gọi là vượt đỉnh rồi, nhưng nó gọi là chưa quyết liệt như cảng là nó bứt hẳn luôn. Ví dụ HRH nhá, nó phải là gáp một phát qua đỉnh. Thì Nam Kim ở đây các bạn nhìn đây là cây break của thép hôm đó nhưng không thành công, nó tích lũy thêm và đây là cây vượt. Xu hướng của nó vẫn là được đánh giá là xu hướng vượt đỉnh và nó sẽ đi lên ở đây có thể gọi là trạng thái sideway up.
Nếu như nó vượt đỉnh nó đánh một cây trần thì nó đánh up luôn, tức là nó đánh nước rút luôn. Nhưng nó vượt đỉnh kiểu này thì nó hoàn toàn đi lên tích lũy và lên dần. Nó giống như cái câu chuyện của phục hồi kinh tế một cách từ từ. Đó, thì các bạn nhìn thấy HSG nó cũng vậy. Đánh nhóm này thì các bạn cũng không phải sốt ruột, nhưng nó sẽ đi lên một cách gì đó. Nó không kéo trần mà nó cứ đánh như vậy, tăng được 2-3% rồi nó lại nghỉ một chút rồi nó lại tăng, nhưng xu hướng của nó là đi lên. Các bạn thấy không? HSG hôm nay cũng đã vượt đỉnh. Còn cái đánh mà kiểu gọi là cổ phiếu đánh nhanh và mạnh ấy, nó như VGS là theo kiểu là nó cua từ dự án bất động sản chứ không phải từ thép. Nhưng VGS đang gặp đỉnh lịch sử thì nó sẽ nghỉ ngơi, nó sẽ đi ngang một chút đấy, các bạn sẽ mất thời gian hơn. Nhưng đoạn này nếu đánh thép mà mang lại lợi nhuận tốt thì các bạn có thể tập trung vào hoa sen nam kim, chỉnh là để mua. Gọi tại sao mình gọi từ chỉnh là để mua, tức là gì ạ? Các bạn mua giá nào mà phù hợp với khẩu vị, đánh dài hạn thì giá nào mua trả được, còn nó đánh ngắn hạn thì các bạn gì ạ, rung lắc mua thì các bạn sẽ có vị thế tốt khi các bạn đầu cơ chết đi nha. Thì đấy là cái nhóm thứ hai, mà hai cái nhóm này ngày hôm nay mình tại sao mình nói là gì ạ? VNX không còn quá quan trọng nữa, bởi vì VNX giờ có chỉnh thì hai cái nhóm này cứ chỉnh là anh em xúc, ok chưa? Bởi vì nó đã xác nhận, nó xác nhận là một nhóm là gì ạ, là sóng ngành mạnh và bứt, có thể bứt tăng liên tục. Một nhóm là gì ạ, đi lên phục hồi, nó có thể nó đi kiểu sideways nhưng mà nó đi cả ngày, ok, sự đồng thuận đó. Thì đấy là hai cái nhóm ngành hôm nay anh chị em phải chú ý, và chúng ta gì ạ, là những cái nhóm mà tại sao gì ạ, nó có câu chuyện kỳ vọng, và nhóm cổ phiếu này các bạn khi có hàng rồi thì ưu tiên về nắm giữ.